Xin chào các bạn, mình là Thà đây, là thành viên của nhóm Future Pro Việt Nam Team. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn sơ qua về quyền lợi của các bạn khi đầu tư vào Future Pro và được add vào nhóm Future Pro Việt Nam Team. Thì mình xin giới thiệu sơ qua lượt về cái nhóm của mình. Hey, nhóm Future Pro Việt Nam Team là nhóm bí mật. Nhóm bí mật thì các bạn dù có search trên mạng mà thấy được nhóm này cũng không bao giờ xem được những tài liệu trong này, cũng như là xem được coi được những cái gì trong này, video hay là những bài post, mà chỉ có khi nào được add vào thì mới được xem. Thì đây là hình ảnh của các anh em chị em mà đã đầu tư vào Future Pro và được thêm vào nhóm. Thì và trong đây thì đương nhiên đã là nhóm thì cùng nhau làm ăn kiếm tiền thì phải có nội quy rồi. Thì cái khi các bạn mà đầu tư vào thì các bạn sẽ được xem những cái này bước 1, bước 2 như thế nào. Và quan trọng hôm nay là mình muốn chia sẻ cho các bạn về lợi ích của thành viên team. Lợi ích của thành viên team như thế nào? Thì quyền lợi của thành viên team, đó là có quyền lợi cực lớn của mình khi tham gia vào Future Pro Việt Nam Team. Như là tất cả ai đăng ký bằng liên tiếp thị liên kết của thành viên đều sẽ trở thành thành viên team và tất cả mọi người đều được hưởng quyền lợi như nhau tương ứng với mức đầu tư. Hay tất cả ai đăng ký bằng liên tiếp thị liên kết của thành viên, thì cái liên tiếp thị là cái liên nào, liên tiếp thị của mình cho các bạn coi đây. Đây, như mình đây là cái link tiếp thị là quangthà.appro.futurenet.club. Thì khi các bạn mà đăng ký qua cái link của mình này nè, các bạn sẽ chắc chắn sẽ được bảo trợ vào đi vào nhóm ngay tức khắc nếu như các bạn đầu tư. Nhưng mà đăng ký mà không đầu tư thì cũng không được vào nhóm nhé, cái này là rõ ràng. Và sẽ được hưởng quyền lợi theo cấp độ của các bạn đầu tư. Hey, cái cấp độ đầu tư là như thế nào? Tương ứng với mức đầu tư, tức là mình vấn đề này liên quan tới cái trang khi mà các bạn đầu tư thì các bạn được add vào group nha, được add vào group rồi, có nghĩa là bắt đầu đầu tư đăng ký tài khoản theo link liên kết, sau đó bắt đầu đầu tư thì được add vào group, sau khi được add vào group lại được tạo tài khoản trên futurepro.vip.com. Thì trên đây sẽ có thấy được mức của mình, trên đây sẽ thấy được cái mức đầu tư của mình, chẳng hạn như mình sẽ đăng nhập vào cái trang này. Đây là trang futurepro.vip.com. Đây. Đăng nhập VIP tức là có nhiều bậc để mình đăng nhập vào. Đây. Đây, khu vực thành viên VIP. Các bạn hãy truy cập vào các giai đoạn tương ứng hiện tại của mình để xem các video và tài liệu hướng dẫn chi tiết. Đây nó sẽ có 3 giai đoạn: giai đoạn tái đầu tư và xoay vòng vốn, và giai đoạn 2 là xây dựng nguồn thu nhập thụ động, và giai đoạn 3 là hệ sinh thái nhiều nguồn thu nhập, giai đoạn 4 là huấn luyện và đào tạo chuyên sâu. Cái giai đoạn này thì coming soon, tức là sẽ hoàn thành sớm, sẽ có sớm thôi. Thì cái giai đoạn tái đầu tư và xây vòng vốn á thì nó tương ứng như thế nào? Đây, giai đoạn này là gọi là được chia ra gọi là level 1, tức là cấp độ của bạn là bạn đầu tư 1 đến 4 gói thì sẽ ở vào giai đoạn này và sẽ không được xem giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Rồi. Thì trong giai đoạn 1 này nó có những cái gì? Như là cài đặt tài khoản lần đầu sử dụng nè, các bạn sẽ biết hết tất cả rồi, lộ trình đầu tư Future Pro như thế nào nè. Rồi, chiến lược tổng quát nè. Đấy. Rồi, giải thích nguyên lý hoạt động của các gói áp bách. Đấy, các anh em trong nhóm đã làm ha. Rồi, giải thích về nguyên lý hoạt động, nguyên lý cộng tiền 1% ngày. Thì ông này là Stefan Mosentin, ông sẽ giải thích ha. Rồi, giải thích các thành phần trong Future Pro. Đấy. Rồi, hướng dẫn list quảng cáo tối ưu nhất. Đấy.
rồi tái đầu tư xây vùng vốn, vân vân. Nó có rất là nhiều video trong cái giai đoạn 1 này. Rồi, kiếm thêm tiền từ 800 view Upbet ngoài lít quảng cáo. Đấy. Có hướng dẫn tất cả, rồi hướng dẫn chủ động điều chỉnh khung giờ lít quảng cáo tối ưu. Rồi tất cả các bạn là khi đầu tư từ 1 đến 4 gói thì các bạn đã hãy coi được những video rất là quan trọng, có thể kiếm được tiền, có thể là bổ sung kiến thức cho mình rồi. Rồi tại sao chưa hướng dẫn cách giới thiệu người khác đầu tư ở giai đoạn này? Đấy, có rất là nhiều video và những phần mềm tính lợi nhuận bản rồ, nó bản trả phí luôn nè. Các bạn đã được hưởng rất là nhiều quyền lợi ở cái giai đoạn 1 rồi. Đó. Nhưng mà sau khi mà các bạn xem qua hết cái dòng 1 rồi, các bạn phải làm bài test nhé. Mặc dù các bạn giờ có thể hơn cái gói Upbet của các bạn, nhưng mà các bạn chưa làm bài test thì các bạn cũng không thể nào vượt qua nè. Bài test số 1 cần vượt qua để được nâng cấp lên giai đoạn 2. Tức là khi các bạn nâng cấp lên giai đoạn 2, tức là bạn đầu tư hơn 4 gói rồi, nhưng mà cái bài test bạn chưa đạt thì bạn cũng đâu lên được đâu. Bạn cũng không lại lên giai đoạn 2 để xem video hoặc là xem tài liệu được. À, rồi giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là giai đoạn từ 5 gói đến dưới 10 gói. À, giai đoạn 2. Tức là level 2 là 5 gói tới 9 gói. Upbet. Này, trong đây có những cái tài liệu sẽ nâng cao hơn. Chiến lược giai đoạn 2 sẽ có những cái video dạy chúng ta biết, hướng dẫn chúng ta rõ ràng hơn và cao hơn bản chất bán hàng tiếp thị liên kết đây nè. Đấy. Rồi gói thuê bao, lợi ích và chiến lược tối ưu. Rất là nhiều cái tài liệu mà có thể giúp các bạn kiếm thêm tiền, nhiều tiền hơn. Rồi. Đó, có nhiều cái video để giải thích cho các bạn mà bên ngoài không bao giờ có những cái video này. Rồi. Và các bạn cũng phải cần vượt qua cái bài test ở giai đoạn 2 này. Trong đây có những công năng hỏi đáp nữa này. Đây. Các bạn cũng bắt buộc phải làm bài test số 2 này. Thì khi làm bài test số 2 này ok thì các bạn sẽ được nâng lên cấp độ 3, và đương nhiên thì số Upbet của bạn cũng phải trên 9 gói. Này. Thì giai đoạn số 3. Mình thì đã qua giai đoạn số 3. Giai đoạn số 3 tức là lớn hơn bằng 10 gói Upbet, thì tập trung khai thác 5% khi mua cốt hoặc rút tiền. Rồi. Rất là nhiều tài liệu nâng cao mà giúp các bạn là tiết kiệm chi phí cũng như là kiếm được nhiều tiền hơn nữa thông qua Future Pro. Đây, tìm hiểu khoản tiền 5% chích lại khi rút tiền hay tạo cốt. Đấy. Rất là nhiều. Rồi các nguồn thu nhập thụ động phần 1. Lúc này thì chúng ta liên quan tới việc tìm hiểu nguồn thu nhập thụ động. Rồi các nguồn thu nhập thụ động phần 2. Rồi, Grand Bonus, hoa hồng bạn bè. Rồi Maxim Bonus, đầu hoa hồng cộng hưởng. Rất là nhiều cái video để giải thích cho chúng ta coi. Rồi. Rất là nhiều, riêng nhiều hóng video còn có những cái tài liệu PDF hoặc là Word để chúng ta xem. Đó. Còn giai đoạn 4 thì giai đoạn đang hoàn thành, chưa có xuất hiện. Khi nào mà có thì ai là thành viên VIP thì sẽ được xem cái giai đoạn 4 nếu như đang hoàn thành. Tiếp tục. Rồi, được sử dụng tất cả các công cụ chung của team cũng như danh tiếng chung đó để bán hàng, website, video, phần mềm, hashtag. À, như vậy mình có quyền giới thiệu website, mình có thể nói rằng là mình là thành viên của website này, hoặc là của video, hoặc là mình có thể tạo video đó, phần mềm v.v. À, được hỗ trợ thanh khoản, nạp rút tiền một cách nhanh chóng và tiết kiệm thông qua hình thức mua bán cốt. Tức là thay vì chúng ta rút qua Buffett Annie thì phí nó khoảng là một lần rút là ít nhất là 4 đô chẳng hạn, hoặc là 5% hay nó bỏ ở Futurenet. Còn bây giờ chúng ta tạo cái cốt 50 đô chẳng hạn, sau đó chúng ta bán cái cốt đi trong nhóm, sẽ có người đứng ra bảo trợ chúng ta, thì cái phần phí là 4 đô đó trong một lần rút đó, nó không có. Thứ nhất là nó nhanh, thứ hai là nó đỡ cái khoản phí rút về. Còn như mình rút Buffett Money hay các cổng khác, mình phải chờ thời gian làm ít nhất cũng là 2 tiếng đồng hồ, 2 giờ đồng hồ thì nó mới chấp nhận. Còn khi đó có thì chúng ta dứt xuất ra trong khoảng mấy giây là có rồi.
chúng ta sẽ có người bảo trợ chúng ta bán code này thì người khác sẽ gửi tiền cho chúng ta. Thì cái này trong nhóm có video để hướng dẫn các bạn cứ xem là sẽ biết. Rồi được yêu cầu sự trợ giúp từ những thành viên khác trong team trong quá trình kinh doanh Future Pro. Tức là trong quá trình các bạn làm mà các bạn gặp rắc rối và vấn đề gì đó thì các bạn có thể gửi support cho những người trên và gửi cho những người mà leader của nhóm đó, họ sẽ tiếp nhận cái câu hỏi của các bạn và trợ giúp cho các bạn đến khi nào mà các bạn hoàn thiện thì thôi, và cái khi các bạn cảm thấy yên tâm mà thôi, có nghĩa là giải quyết được cho các bạn tất cả vấn đề cho các bạn nếu như các bạn gặp vấn đề nào đó. Đó thì khẳng định lần nữa đây chính là giá trị tạo nên sự khác biệt của Future Pro Việt Nam Team, và khác với những nơi khác. Tất cả đều là quy định khép kín và tất cả thành viên của team sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian dành cho việc hướng dẫn thành viên mới hướng tới hệ thống tự động vận hành. Mình đã giới thiệu sơ cái quyền lợi của thành viên team khi mà được gia nhập vào Future Pro Việt Nam Team. Cái link liên kết tiếp thị của mình á thì mình để đây. Đây là cái link liên kết tiếp thị của mình. Các bạn nếu mà các bạn đăng ký thành viên qua link này và đầu tư vào thì mình sẽ bảo trợ cho các bạn được vào nhóm và được hưởng tất cả các quyền lợi mà giống như mình đã show cho các bạn thấy, và theo cái mức mà các bạn đầu tư thì mong là các bạn là hiểu rõ hơn và những cái quyền lợi mà đầu tư vào để kiếm tiền trên Future Pro Việt Nam, Future Pro, và được gia nhập vào nhóm bí mật này để kiếm được dòng tiền huy động của mình. Nếu các bạn thấy hay và muốn chia sẻ cho nhiều người biết thì hãy share, comment hoặc là đăng ký kênh YouTube của mình để mà giúp nhiều người cũng biết, chia sẻ cho nhiều người cũng biết hơn nữa để họ nắm lấy cơ hội này mà kiếm được dòng tiền huy động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.